gió bụi, khắp má hồng nhiều nỗi trung chiều. Non kia xanh thẳm từng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Kính thưa quý vị, bốn câu thơ vừa qua đã mở đầu cho một chương trình đặc biệt mà chúng tôi dự định sẽ cống hiến quý vị trong suốt thời gian 3 tháng sắp tới. Tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn đã trở thành một án văn chương tuyệt vời. Nhưng án văn chương đó phải nhờ sức cuốn hút và tài khéo léo của Hồng Hà nữ sĩ, tức Bạch Đoàn Thị Điểm, thì Cung Oán Ngâm Khúc cũng như tác phẩm Chinh Phụ Ngâm mới trở thành những điểm đặc biệt để lại cho hậu thế ngày hôm nay. Chinh Phụ Ngâm quả thật là một tiếng kêu thương thảm khốc, là một nỗi niềm của một người phụ nữ mà dường như giờ phút này đất nước Việt Nam của chúng ta cũng còn y như vậy. Bởi vì biết bao nhiêu bà mẹ, biết bao nhiêu người chị, người vợ cũng đã từng than oán, cũng giống như Chinh Phụ Ngâm ngày nào. Sau năm 1975, tình cảnh đó lại tiếp tục diễn ra và bây giờ vẫn còn như vậy. Thưa quý vị, hôm nay đây, chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng cùng với nhà thơ Lê Tuấn bắt đầu cho chương trình mạn đàm về Chinh Phụ Ngâm với nhiều bản dịch mà chắc chắn quý vị sẽ rất là lý thú. Tiếng nói đó, lời thơ đó, nó không phải chỉ riêng là một người đàn bà, mà lời thơ đó nó cũng chính là nỗi đau của cả một dân tộc. Trân trọng kính giới thiệu với quý vị tác phẩm Chinh Phụ Ngâm. Và để mở đầu, chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị nhà thơ Lê Tuấn sẽ cùng với chúng tôi trong chương trình mạn đàm hôm nay. Xin kính chào nhà thơ Lê Tuấn. Kính chào anh Nguyễn Hồng Dũng và Lê Tuấn, xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay anh em chúng tôi để qua mạn đàm về Chinh Phụ Ngâm. Như quý vị đã thấy phần mở đầu mà tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng đã dùng cái câu ngâm bốn câu thơ đầu tiên, quý vị thấy cái tài năng của anh Dũng như thế nào. Và tác phẩm này đưa vào văn học của Việt Nam thì tác phẩm được viết nguyên văn từ chữ Hán do ông nhà thơ Đặng Trần Côn và được bà Đoàn Thị Điểm dịch ra chữ Nôm, và dịch theo cái thể thơ Song Thất Lục Bát, nghĩa là câu 6, câu 8 và 2 câu 7. Thể thơ Song Thất Lục Bát nó còn được gọi là Lục Bát Giáng Thất. Lục Bát Giáng Thất nghĩa là 6, 8 và 2 câu 7. Thì chúng tôi không bàn đến những cái loại thể thơ, và tôi nói về cái đoạn trường ở cái Chinh Phụ Ngâm. Chinh Phụ Ngâm là gì? Chinh Phụ Ngâm là lời độc thoại nội tâm của một người vợ có chồng tham chiến ở ngoài mặt trận. Thì cuộc chiến do triều đình bắt buộc, và cái thời gian đó là cái thời gian mà cuối đời nhà Lê, và nó xảy ra Lê Trịnh và nhà Trịnh nhảy lên tranh chấp do giặc giã nổi lên khắp nơi. Triều đình ra lệnh phải tổng quân, cái là tổng động viên ấy, bắt những người thanh niên phải gia nhập vào quân đội. Thì người vợ ở nhà, đó là cái sự độc thoại nội tâm mà người vợ đã thể hiện trong cái tác phẩm ngày hôm nay. Vậy thì trước khi chúng ta đi vào cái tác phẩm thì chúng ta phải biết được tác giả là ai. Tiểu sử đại thi hào Đặng Trần Côn. Không có tài liệu nào xác định rõ năm sinh của ông, chỉ là suy đoán. Ông sinh vào khoảng thời gian những năm 1710-1720. Ông mất năm 1745. Khi ấy, ông vào khoảng trên dưới 30 tuổi. Đặng Trần Côn, người làng Nhân Mục, tức làng Mọc, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, ngày nay thuộc về ngoại ô phía tây thành phố Hà Nội. Ông sinh dưới thời Lê Mạt, dưới triều Lê Dụ Tông. Khi ấy, Án Đô Vương Trịnh Cương nắm chính quyền. Đặng Trần Côn là người ham học từ khi còn trẻ. Mặc dù hay chữ, nhưng bước đường công danh khoa cử của ông hơi vất vả. Ông đỗ hương cống, tương đương cử nhân, và thi rớt kỳ thi hội, nên ông chỉ được giữ chức tri huyện. Sau thăng cấp huấn đạo, phụ trách việc giáo dục, ông mất năm 1745,
khi đang giữ chức vụ giám sát trong Ngự Sử Đài. Đặng Trần Côn viết tác phẩm Chinh Phụ Ngâm chính là một kết tinh nét đẹp trong thơ Đường. Có sách chép rằng Đặng Trần Côn viết tác phẩm này đã được một danh sĩ thời bấy giờ là Ngô Thời Sĩ hết lời khen tặng. Từ đó Đặng Trần Côn đã tìm đến Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Bà đọc tác phẩm này và rất xúc động, khâm phục. Hồng Hà nữ sĩ đã diễn nôm thành tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc Diễn Ca, gần như một định mật đã an bài. Khi diễn nôm tác phẩm Chinh Phụ Ngâm, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã thêm vào câu thơ để kết thúc tác phẩm văn chương số 1 trong thi đàn Việt Nam. Đường này âu hẳn tài lành trượng phu, tiên sinh Đặng Trần Côn yểu mật. Ông mất khi còn rất trẻ, vào khoảng trên dưới 30 tuổi, năm 1745, chỉ sau vài năm khi tác phẩm Chinh Phụ Ngâm ra đời. Mở đầu, nhà thơ Lê Tuấn cho chúng ta biết rằng Đặng Trần Côn và bà Đoàn Thị Điểm là cùng thời. Không biết rằng trước sau bao nhiêu năm, tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng cái giai thoại của nữ sĩ Hồng Hà và Đặng Trần Côn phải là cùng cái thời đại của những năm 1710-1720. Như vậy thì thời đại đó là một thời đại mà đất nước của chúng ta vô cùng nhiễu nhương. Và cũng chính cái sự nhiễu nhương này đó, thì ở ngoài Bắc, Chúa Trình, Vua Lê đã phải tiếp cận với những cuộc nổi dậy mà đất nước trải qua nhiều cái sự thống khổ. Kính thưa quý vị, Chinh Phụ Ngâm là tiếng lòng. Chinh Phụ Ngâm là một lối nói, là một cảm thán, là một sự tự thán trong lòng của mình. Buồn bã, nhưng cũng từ đó mà chúng ta mới biết rằng hình ảnh của một đất nước, hình ảnh của một dân tộc, hình ảnh của một thời cuộc, nó đã gói trọn trong 475 câu thơ đặc biệt này. Tác phẩm Bằng Chữ Hán, Đặng Trần Côn đã viết ra, chúng ta đọc, thường là chúng ta đọc nghêu ngao, nhưng không có hay bằng cái lời chấp bút của bà Đoàn Thị Điểm. Bởi vì chính bà làm cho tác phẩm Chinh Phụ Ngâm thăng hoa hơn. Nỗi đau đó chắc chắn là một nỗi đau ngút ngàn trong cuộc đời của những phụ nữ đau thương, phải không nhà thơ? Dạ đúng rồi vậy. Để tiếp theo cái mà tôi phần trình bày phần trước, thì trước khi nói đến tác phẩm thì chúng ta phải nói đến hai người liên quan. Thứ nhất là Đặng Trần Côn là người viết ra tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Bằng Chữ Hán, và bà Đoàn Thị Điểm. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm 1705 và 1748, bút danh là Hồng Hà nữ sĩ, sinh ra ở làng Giai Phạm, huyện Văn Giang, tỉnh Kinh Bắc, nay thuộc về huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Cha của bà là Đoàn Nghi, một thầy giáo dạy học kiêm thầy lang. Bà Đoàn Thị Điểm nổi tiếng là người thông minh, đẹp người đẹp nết, chăm học, có tài văn thơ và giỏi cả việc nữ công. Phần lớn thời gian khi còn trẻ, bà sống với cha và gia đình, người anh trai. Sau khi cha và anh trai qua đời, bà tiếp quản công việc của người cha, từ chối không lấy chồng, ở nhà làm việc giúp mẹ và gia đình chị dâu. Mãi đến năm 37 tuổi, bà mới kết hôn với Nguyễn Kiều, một tiến sĩ nổi tiếng hay chữ đã góa vợ. Nhưng vừa cưới xong, Nguyễn Kiều lại phải đi sứ sang tàu 3 năm. Trong thời gian xa chồng, bà đã dịch ra chữ nôm tập thơ Chinh Phụ Ngâm của danh sĩ Đặng Trần Côn. Bà qua đời ở tuổi 43 do bệnh tật. Đoàn Thị Điểm được coi là một trong những nhà văn nữ nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học Việt Nam. Bên cạnh bản dịch nôm Chinh Phụ Ngâm, bà là tác giả của truyền kỳ Tân Phả. Bà không chỉ nổi tiếng vì trí thông minh, mà còn vì vẻ đẹp và đức hạnh. Thời gian 3 năm mà người chồng xa vắng, tâm trạng của nữ Hồng Hà nữ sĩ luôn luôn đau buồn. Và đến khi gặp được tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn gửi đến, thì bà cảm thấy rằng tác phẩm này, thi sĩ Đặng Trần Côn hình như đang diễn tả tâm trạng của chính mình. Những điều độc hại mà người phụ nữ muốn nói đến đó, là nằm ở trong này. Chính điều đó làm bà rung động và đã dịch ra cái tác phẩm Bằng Chữ Nôm với tất cả những cái gì mà chúng ta đã nhìn thấy ngày hôm nay, với những niềm xúc động rung động nhất của tâm hồn của một người vợ đang chờ chồng
chinh chiến phương xa. Đó là lý do. Dạ vâng, dĩ nhiên rằng bà Đoàn Thị Điểm là một cái người rất là tài ba, bởi vì trong cái giai đoạn của 1700 thì chúng ta biết rằng dân tộc của chúng ta cũng trải qua nhiều sự thử thách đau thương. Vua Lê, rồi Chúa Trình, rồi tất cả những sự kiện đó đã khiến cho cái nỗi niềm của người dân rất là đau khổ. Và chính vì vậy bà cũng có thể là đại diện cho một tầng lớp phụ nữ trong cái thời chiến tranh. Kính thưa quý vị, dĩ nhiên là tác phẩm Chinh Phụ Ngâm nó không phải chỉ đóng khung ở thời đại của nhà Lê, mà dường như dân tộc Việt Nam của chúng ta đã trải qua nhiều thời đại, và mỗi một thời đại đều phải chinh chiến. Mà chinh chiến thì người chồng phải là người lãnh trách nhiệm trực tiếp ra biên cương, và người vợ lại là người ở nhà đau khổ chờ mong. Năm 1975, tác phẩm Chinh Phụ Ngâm là càng được nhiều phụ nữ than oán và đọc đi đọc lại như là tâm trạng của mình. Bởi vì năm 1975, khi Cộng sản đã chiếm miền Nam, thì biết bao nhiêu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa phải rời khỏi gia đình để đi đến một cái nơi mà chúng ta không biết ở nơi đâu. Có thể trên rừng, trên rú, còn có thể khổ cực hơn là những ngày trước đây mà tổ tiên của chúng ta đã phải ra chiến trường. Ở nhà, vợ con không biết. Ở nhà, tất cả những nỗi niềm đó đều chỉ thành mơ tưởng mà thôi. Cho nên tác phẩm Chinh Phụ Ngâm lại một lần nữa là sống lại với những người phụ nữ ở Việt Nam sau năm 1975. Bởi vì thuở trời đất nổi cơn gió bụi đó là một cái thời đại mà dường như cho đến bây giờ cũng có rất nhiều người đã viết lại cái câu Chinh Phụ Ngâm của thời năm 1975. Mà trước đây nhà thơ Lê Tuấn cũng đã từng sưu tập, thấy rằng cũng có một tác giả là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã diễn một đoạn thơ đặc biệt của Chinh Phụ Ngâm thời đại. Thì đó cũng là một trong những nỗi niềm mà chúng ta thấy được cái giai đoạn của những người phụ nữ Việt Nam chúng ta trải qua nhiều éo le trong cái cuộc sống bình thường. Dạ đúng như vậy. Thì trong lúc mà chúng tôi đang sưu tầm cái tài liệu để nói về Chinh Phụ Ngâm, thì chúng tôi đã, cá nhân tôi cũng đã so sánh được thấy rằng người chinh phụ của thời xa xưa vẫn còn nhiều cái niềm hạnh phúc hơn là những người chinh phụ của thời đại hiện tại. Kể cả cuộc chiến tranh mà vừa qua giữa miền Bắc và miền Nam, miền Bắc cũng có những người chinh phụ đau khổ, nhưng sự đau khổ đó không có kéo dài và đau thương như người chinh phụ của miền Nam là dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì cuộc chiến sau khi chấm dứt, cái sự thanh bình đến với đất nước, sự thanh bình này nó không hẳn đến với toàn dân, mà nó là một đặc quyền đặc lợi cho một cái giới nào đó có quyền được hưởng cái thanh bình đó, còn những người khác không hề có thanh bình. Nó là một cuộc chiến tiếp diễn trong nội tâm, trong tinh thần và đầy đọa từng cái người dân ở miền Nam Việt Nam. Chúng ta thấy người chinh phụ của Việt Nam Cộng Hòa là những người vợ lính, họ đã chiến đấu bên cạnh người chồng mình, sát cánh với người chồng mình trong suốt một thời gian để mưu cầu lấy một tự do cho dân tộc. Rồi sau khi bị Cộng sản chiếm thì những người chồng của mình lại phải tiếp tục đi vào tù, thì người chinh phụ đó lại tiếp tục đi nuôi chồng mình ở những nơi mà rừng thiêng nước độc, ở vùng đồi núi xa xôi đó. Rồi đâu phải là chỉ họ đi nuôi như vậy là xong đâu, họ về tới nhà họ còn bị phường khóm chèn ép đủ thứ, bị tịch thu tài sản, bị tịch thu nhà cửa, đuổi đi những vùng kinh tế mới, con cái nheo nhóc. Đó mới là những người chinh phụ, và chính người chinh phụ Việt Nam Cộng Hòa mới là người mà đáng kính nhất, mà đáng để cho chúng ta tôn trọng nhất, mà người đàn bà đó vĩ đại. Tôi đã đọc qua những tác phẩm của một người mà anh Dũng đã nhắc đến, đó là ông Lê Khắc Anh Hào. Ông ấy viết trong tập thơ Chinh Phụ Ngâm Khúc Việt Nam Cộng Hòa. Ông ấy mở đầu bằng một câu thơ như sau: thuở trời đất giặc hồ nổi lửa, ngày đời em đổ vỡ phong ba, vì ai loan phục lìa xa, vì ai xã tắc sơn hà nát ta. Quả đúng như vậy. Khi mà Cộng sản xâm chiếm miền Nam, nó có hàng triệu người vui mừng, thì có hàng triệu nén nhang buồn đang âm thầm đốt ở trên những cái bãi tha ma để họ cúng bái người thân của mình, người chồng của mình. Phải không? Đó là những người đàn bà phải chịu đựng nhiều đau khổ nhất.
Đại ông Anh Dũng. Kính thưa nhà thơ Lê Tuấn, kính thưa quý khán giả, dĩ nhiên nói đến người phụ nữ Việt Nam thì chúng ta vô cùng cảm phục, bởi vì ngoài cái đảm đang, ngoài cái trung thủy, ngoài cái chịu thương chịu khó, người phụ nữ Việt Nam qua cái giai đoạn vừa qua đã cho chúng ta thấy rằng tất cả những điều mà bà Đoàn Thị Điểm diễn đạt ở trong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm đều có những cái nét đặc thù giống như là những người phụ nữ sau năm 1975. Trở lại với nhà thơ Lê Tuấn, chúng ta hết giờ và xin nhà thơ kết luận rằng thì tôi xin mượn cái bài hát của Phạm Duy Đắc phổ nhạc Tưởng Như Còn Người Yêu để chúng ta thấy rằng đó cũng là một chinh phụ của thời Việt Nam Cộng Hòa. Ngày mai đi nhận xác chồng, say đi để tưởng mình không là mình. Bài hát đó là cô Thanh Lam hát lên với những cái bối cảnh của người lính chết trận. Ngày mai đi nhận xác chồng, say đi để thấy mình không là mình. Ngày mai đi nhận xác anh, cuồng si thua ấy hiện lĩnh bây giờ. Cao nguyên hoang lạnh ở như môi quá phụ nhạt mờ vết son, tình ta không thể vuông tròn, say đi mà tưởng như còn người yêu, say đi mà tưởng như còn người yêu. Phi cơ đáp xuống một chiều cũng mây bàng bàng mang nhiều xót xa, dài hơi hát khúc thương ca, thân côi khép kín trong cả hồ đen. Chào ơi thèm nụ hôn quen, trong đèn hẹn sẽ đêm đêm đợi chờ. Đèn hẹn sẽ đêm đêm đợi chờ. Bây giờ anh phủ màu cờ, bây giờ anh phủ màu cờ. Em không nhìn được sắc chồng anh thêm lon giữa hai hàng nến trong, mùi hương cứ tưởng hơi chồng ôm mộ tư tưởng, ôm vòng người yêu, ôm mộ tư tưởng, ôm vòng người yêu. Ở cái thời điểm của Đoàn Thị Điểm chắc chắn rằng không có những hình ảnh đó đâu, và cái người chinh phụ của thời Đoàn Thị Điểm vẫn còn được trọng dụng, vẫn quý mến tôn vinh hơn là cái thời đại hiện nay, phải không anh Dũng? Dạ vâng, chúng tôi rất là cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị. Chúng tôi cũng nhân cơ hội này cảm ơn những sự khuyến khích của tất cả các bậc trưởng thượng, đặc biệt là quý vị văn thi hữu khắp nơi trên thế giới khi tham dự theo dõi những chương trình của nhà thơ Lê Tuấn và cá nhân chúng tôi, thì có viết rất nhiều email đến để giúp cho chúng tôi có nhiều tinh thần tiếp tục phục vụ quý vị qua nhiều tác phẩm văn chương mà văn thơ Lạc Việt cố gắng sưu tầm và cống hiến. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin được kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến an vui, hạnh phúc. Và Lê Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị. Mạn đàm về tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của đại thi hào Đặng Trần Côn qua bản dịch chữ nôm của Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm do văn thơ Lạc Việt thực hiện sẽ được nối tiếp qua nhiều phân đoạn tiếp theo. Văn thơ Lạc Việt trân trọng kính chào.